Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay về được có 4 thùng chim thôi các anh nha. Ở đây có một cái thùng lửa đuôi dài. Quên, em có cái chuyện này em muốn kể với lại tất cả mọi người. Là hôm qua em tưởng đâu là hôm kia chứ em tưởng đâu em bị hấp diêm rồi các anh ạ. Bữa giờ mình cứ tưởng đâu là mình BD, nhưng mà thật ra mình không phải BD. Hôm qua hôm kia chút xíu nữa là được lái máy bay rồi. Các anh biết vì sao không? Có một cái chị kia kìa, giọng chị rất là ngọt. Chị mua của em hai con chim. Xong rồi buổi chiều chị dặn em là 6 giờ chị gọi điện thoại, chị nói em là Thành ơi, 6 giờ mang chim em qua cho chị nhé. Đó. Thì 6 giờ em mới ở nhà em đi. Thì 5 giờ em ở nhà, 5 giờ hơn gì đó, em ở nhà em đi. Thì em đi qua bên nhà chị, xong rồi em gọi điện thoại cho chị. Em thấy nhà chị đóng cửa, em gọi điện thoại. Thì em mới gọi cho chị. Chị kêu là Thành ơi, Thành mang chim của Thành lên lầu cho chị đi. Rồi có gì nhét vô cái lỗ này giùm chị. Trời ơi, mình nghe mình cũng hơi sợ sợ. Tại vì nói chung là đời em chẳng còn gì để mất nữa. Em chỉ sợ mất cái xe của em thôi. Cái xe đi em, để em đi làm em sợ mất xe thôi. Chứ em cũng chẳng có sợ gì hết. Đó. Nhưng mà thật tình là chị kêu em nhét cái con chim của em vào cho chị. Thì thật tình là đúng, chứ không phải là tầm bậy. Thì sẵn tiện đây thì em cũng khuyên mấy cái chị nào mà hay cấm cản chồng chơi chim á. Chơi chim biết bay nha. Chim biết bay là giống đó, mấy chim này nè, gọi là chim biết bay, giống như trong thùng này nè, là chim biết bay. Đừng có cấm mấy anh, tại vì mấy anh chơi chim này là một cái nói chung là một cái thú vui lành mạnh. Phải nói là nó rất lành mạnh luôn. Mấy chị đừng có cấm mấy anh. Khổ, tội nghiệp mấy anh. Chứ để mấy anh, các chị cấm mấy anh chơi chim nhỏ, mấy anh chơi chim lớn, chơi chim cánh cụt hay là chim có một loại chim mà không bao giờ bay á, chơi mấy cái chim đó là mới khổ. Chồng của mấy chị mà có chơi chim á, các chị phải hạnh phúc lên, phải vui lên. Tại vì những anh chồng mà chơi chim á, các anh các chị cũng thấy rồi. Mấy anh ấy rất là siêng nhá. Nhiều khi là sáng là không có chịu ăn uống luôn á, mà chạy đi mà lo mua sâu, mua cào cào, mua dế cho chim ăn luôn á. Đúng không, em nói vậy đúng không mấy anh? Rồi anh em nào mà thấy em nói đúng thì cho em một like nhá. Nhớ like mạnh lên. Lâu nay em làm clip này em quay cho các anh mà quên, mà không nhắc cho các anh là các anh quên luôn cái nhiệm vụ của các anh. Cái nhiệm vụ của các anh là cứ xem clip mà like mạnh cho em nha. Tại vì em làm bên cái ngành truyền thông thì như các anh cũng biết là khi mà các anh xem những cái video mà thấy có quảng cáo á, đó là những cái công ty đó nó trả lương cho em đó. Mà cái trả lương là nó xem theo cái lượt like của các anh. Nếu mà các anh like mạnh lên thì chứng tỏ là các anh xem nó nhiều, là để nó quảng cáo nhiều là nó mới trả lương cho em. Đấy, em làm rất là nhiều việc. Các anh cứ xem những cái clip của em mà thấy cái công ty nào mà nó nhảy vô nó quảng cáo là những công ty đó em làm á. Rồi ok, nhiều chuyện quá. Sáng sớm hôm nay là ngày chủ nhật, nó rất là đẹp trời luôn. Mà em cũng rất là nhiều chuyện. Thôi, hôm bây giờ em khui chim ra cho mấy anh xem nha. Thì chim này là có con lửa đuôi dài nè, chim này là ông anh ruột của em, ông dặn em lấy về cho ông nha. Bây giờ em sẽ khui ra coi. Các anh thấy hôm nay nhà em nó khác không? Đây, em mới mua cái lưới xanh xanh này là lưới chống ruồi, để chống những cái con chim sẻ nó bay qua đấy nó ăn sâu của em. Ngày nào em cũng phải tốn biết bao nhiêu là tiền sâu, là vì mấy con chim sẻ bay qua đấy nó ăn ghê lắm. Trước khi em khui cái chim đuôi dài thì em phải lấy cái thước để em chuẩn bị, em đo xem cái đuôi nó dài là bao nhiêu. Đây này, em giới thiệu với các anh nè. Thước của em là rất là chính xác nhé. Thước này dạng như gọi là thước kỹ thuật luôn á.
đây này, từ 0 tới 10 tới 20 gì đấy, rất là chính xác. Con này đi mang giày vào nhà bệnh thiểu. Bắt cái con chim này nó rất là nguy hiểm nè. Con chim này đuôi dài mà không biết là dài bao nhiêu nữa, mà ghi đuôi dài đi. Đấy, chắc là dài lắm đây nè. Nguy hiểm lắm mấy anh nè. Rồi, bắt như cái cách bình thường đi. Bữa mới bị bay con 21 rồi mấy anh. Cái con này nó khôn quá. Rồi bắt được rồi, bắt được rồi. Túm gọn rồi. Má ơi con này đuôi lụa má ơi. Trời ơi đuôi lụa nha. Đuôi lụa, tôm lụa luôn nha mấy anh ơi. Này em để ngược con chim lên nha, chứ không phải em để cúi xuống. Nếu cúi xuống thì mình nếu mà mình để ngược cái mặt này lại xuống á, mà mình kêu là lụa thì cái đó thì nó quá đơn giản rồi. Cái này mình để thẳng ngừa con chim lên này mà nó lụa nè, các anh thấy không, thấy tôm lụa. Đây bây giờ đấy, các anh thấy đấy, tôm lụa nè, thấy không? Cái gì? Nó bị sao? Nó bị kêu gì mà tắt này, nó chết. Đứng ở bên cơm kêu là cái nút nhấn cái nút thắng á, cái chữ B, cái chữ thắng á, có cái nút công tắc ngay chỗ cần số á. Không có tắt cái thắng tay đi á, nó là thắng tay tự động. Ừ. Giờ để đo cái đuôi con này coi xem nó bao nhiêu nè. Má ơi. Coi nó có cái nút thắng tay á. Nút thắng tay tự động á. Mày nói nó đi, tao đang làm. Tắt cái B gì ngay cái nút thắng tay gì á. Mất rồi, mất kêu. Hỏi chủ xe. Hỏi chủ xe coi. Thì nó chỉ biết được như vậy thôi à. Con này 21 năm nha các anh nhé. Con này đuôi tôm lụa 21 năm. Đấy, con chim này dành cho ông anh ruột của mình nè, đuôi. Nó rất là đẹp luôn. Rồi cái thùng đó là nó chỉ có một cái con hàng đặc biệt thôi. Các anh biết vì sao không? Tại vì con chim chích cờ lửa mà ở ngoài rừng á, mà bắt cỡ chừng đuôi 21 trở lên thôi, nó hiếm lắm. Nó là thuộc liệt vô cái danh sách hàng khủng rồi các anh á. Tại vì thường những cái con lửa mà nuôi sinh sản á thì đuôi nó mới dài được thôi. Còn lửa mà ngoài rừng á mà cỡ chừng đa số luôn là 18, 19 thôi. 20 trở lên là cũng thấy hiếm rồi. Cho nên mấy anh mà em không biết là mấy anh chơi chim như thế nào, mà mấy anh dặn chim em rất là mạnh miệng. Dặn 22, 23 trở lên mà nghe báo giá cái mấy anh lắc đầu, mấy anh bỏ chạy. Cho nên là mấy anh nào mà dặn chim em mà đuôi mà cỡ chừng 20 trở lên á thì cân nhắc trước khi dặn chim em nhé. Nói chung thì giá nó cũng không cao, nhưng mà không biết là mấy anh có biết chơi chim hay không thôi.
Rồi cái thùng này là có hai con lựa nè các anh ạ. Rồi anh em nào mà vô trễ rồi á, đang xem vô trễ đang xem cái clip của em á thì nhớ like ngay nha, like ngay và là ngay liền giúp em nhé. Cái lỗ này nó nhỏ quá, em thì nói chung là cái em thích cái lỗ nào nó vừa vừa, đừng có to quá mà cũng đừng có nhỏ quá. Nhỏ quá đau quá, ấy lộn là nó khó thọt vô lắm. Lỗ nhỏ quá cho vô nó khó lắm. To quá thì cho vô thì cũng không được. Nói chung là cứ vừa vừa là nó ngon. Lỗ phải vừa. Rồi, đây là một cái con lựa, nó cũng không kém phần đặc biệt các anh nhé. Con lựa này như hôm qua em cũng có nghe thông tin là cái lưng của nó là vây cá không à. Lưng của nó là giống như vảy cá. Đó, các anh thấy không? Nếu mà các anh muốn chơi xổ số, các anh muốn làm giàu á, thì đây, cái con lựa này. Con lựa này cái khả năng mà mai mốt mà nó ra trắng là rất là cao. Con lựa này đuôi nó khoảng chừng 17 hay 17 hơn gì đó. Nói chung là chim này giá nó cũng cao lắm. Người ta dặn em lấy nè, em mới lấy. Chứ còn thật ra thì em cũng không có tiền nhiều để em chơi những cái dòng chim mà nó hơi đặc biệt nha. Đó, đây là. Cho nên khi anh em nào mà có gọi điện thoại hỏi em những cái con chim này thì cân nhắc trước khi gọi hỏi em nhé. Đấy, cái con đấy là đuôi khoảng 17 hay 17 hơn gì đó, em cũng chẳng có đo làm biếng lắm. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục cái công việc của mình. Cái con lựa này cái bản đuôi nó đẹp như chưa bao giờ đẹp, nó bằng mà nó to nè, mà không biết là dài bao nhiêu thôi. Để em coi, em cho nó sửa anh chim lại. Cái em giới thiệu sơ với cái con chim này cho các anh xem nhé. Cái con chim này á, người nào mà mới biết chơi mua con này về nuôi khoảng chừng một tuần thôi, bảo đảm hót liền. Đây nói cái mỏ nó ngắn mà nó nhỏ nhỏ như cây tăm nữa nè. Đấy, nhiều khi quay trong tối thì nó không có được rõ ràng lắm, quay vào sáng này. Đấy, cái mặt nó nhìn các anh liền thấy không, cái con này nó đuôi nó nè. Đấy, nó tập liền thấy không, cầm trên tay mà nó tập. Con này hình như là có cái anh nào ở dưới Vũng Tàu á, dưới Vũng Tàu dặn em hay sao, em cũng không có nhớ rõ lắm. Thùng này là có 3 con thèn đất nè.
không biết đất này đất bổi hay đất truyền đây, để em bắt ra em xem. Con trống cho các anh nhé, đất truyền trống. Con này con truyền trống, con này tôm, ấy lộn, con này xòe. Đất thì đa số con nào nó cũng xòe hết đấy, rất là dạng. Con này con chim truyền nhé đấy. Đất truyền đấy là hình như là 280 một con nhé các anh nhé, đất truyền là 280 nha. Đây là con truyền trống luôn nhé. Đây là con này, anh em với con này à, một bầy của nó. Ồ, con này là có khả năng là tôm xè rất là cao, đứng trên cầu và sẽ hay cắn xuống. Con đấy có khả năng tôm xè đấy. Đấy, con này cũng vậy nè. Đấy, rất là dạng. Đấy, đấy, đấy. Đã chưa đấy. Đất là 280 nha các anh nhé. Đất truyền 280. Đây là con bổi, đây là con đất bổi, con này là cha của hai con truyền. Đây là cha của hai con chim này. Đây này, chim mà cái mắt bé téo teo nè. Con này nó giống như là cái thằng Bình Hí các anh. Các anh biết thằng Bình Hí không? Thằng Bình Hí mà cả thế giới đều ghét nó đó. Đó, con này mắt hí, em bỏ đây. Ủa, con truyền này dạng chưa kìa. Lần đầu tiên thấy con truyền dạng như này. Đây này, bỏ vô học mà nó đứng im ru. Chắc nó mệt các anh nè. Chắc là do nó mệt. Rồi, 3 thùng rồi. Còn thùng cuối cùng thôi, coi em coi coi. À, con than này rất là to nhé các anh nhé. Con này này to dài và mũi thông này. Con chim này á, anh em nào nuôi đá thì lấy cái con chim này, các anh về các anh bơm mồi tươi vô cho nó là nó sẽ nở con chim ra. Con chim này cái khung nó rất là to, tại vì cái mùa này á thì nói chung là con chim nó hơi ốm, nó tại vì nó phải nuôi vợ nuôi con nó cho nên nó ốm lắm. Đấy, con chim này nếu mà anh em nào nuôi đá lấy con chim này về bơm mồi tươi vô cho nó nha. Đây là cái mỏ ba lá này, nếu mà dân chơi đá thì nhìn những cái mỏ này rất là thích nha. Mỏ đầu con chim này nè. Con chim này nếu mà nó mà đá nó rất là lì, tại vì các anh biết sao không? Nhìn cái mặt của nó giang hồ lắm. Đó, con than này nếu mà anh em nào chơi đá thì liên hệ lại với em nha.
Bây giờ em sẽ cho nó vô cái hộp này đi. Mùa này thì chim nó rất là ốm nha, đa số chim nào cũng vậy hết. Vì cái mùa này là cái mùa nó sinh sản các anh nhá, cái mùa nó sinh sản nó ốm lắm. Ấy dạ. Con này là con bắt thanh. Con bắt thanh truyền nha mấy anh. Bây giờ em sẽ cho nó vô đâu bây giờ. Con này con bắt thanh truyền nè. Mép còn vàng kè. Em cho nó vô cái hộp này đi, cái hộp này nha. Cái hộp này thì em để chim nhỏ. Đấy. Đấy, con đấy con truyền á. Nuôi con này cũng ngon lắm. Nuôi các anh ép giọng cho nó. Con đấy thì chỉ nuôi hót thôi nhá, không có nuôi đi săn được nha các anh nhá. Tại vì con chim truyền là các anh nuôi lên là chỉ hót thôi, nó không có săn được. Các anh nuôi con chim bắt thanh á, mà chim con á, các anh huấn luyện cho nó ăn ăn thịt sống giống như là ăn cút gì rồi này đó, ăn thành lành nữa là mai mốt các anh có thể cho nó đi săn được, đi săn đi săn chim sẻ. Ở đây có má ơi, cái tổ chim, đây có tổ chim con này. Một, hai, ba, bốn, năm con gì đấy. Chim gì đâu mà bé téo téo nó đã lo nó bắt rồi. Này mình tạm thời mình đẩy lại đi. Cái này mình tính sau. Bây giờ mình bắt bên này con chim bên này ra. Con này con lửa mái. Cánh này là cái cánh lông cũ nha các anh nhé, chứ không phải lông trắng đâu, đừng có nhầm tưởng lông trắng, nhưng mà ở đây có khả năng là trắng nè. Con lửa mái. Em xem đây. Đây trên đầu nó cũng trắng trắng nè. Đây các anh thấy trên đầu nó trắng trắng không? Đấy. Sau cái khu vực em lấy chim ở đây sao nó toàn mấy con chim mà trắng trắng không. Con này cái móng nó bị gãy nè. Có một móng bị gãy. Rồi, hết chim rồi. Còn lửa mái này thôi. Anh em nào có muốn mua thì xem cái thông tin của em ở bên dưới phần mô tả cái video nha các anh nhé. Cái địa chỉ ghi nè, cái địa chỉ và cái số điện thoại của em nó đều nằm ở bên dưới cái phần mô tả cái video. Nếu mà anh em nào mà không có biết xem cái phần mô tả video thì có thể lên trên cái kênh của em cũng có làm một cái clip mà hướng dẫn cho các anh xem cái phần mô tả. Rồi anh em nào mà xem tới đây rồi chưa like thì like mạnh cho em. Rồi kính chúc tất cả mọi người một ngày chủ nhật bên gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh, các chị cũng như các chú rồi ở trong cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.